Tiểu sử Văn Mai Hương, trưởng thành sau những cuộc vấp ngã. Văn Mai Hương là nữ ca sĩ từng được nhận giải Á quân Việt Nam Idol 2010, khi ấy cô mới 17 tuổi. Ngay sau đó, Văn Mai Hương chào sân với bản hit Nếu Như Anh Đến. Tuy nổi tiếng từ sớm, nhưng nữ ca sĩ 9X lại khá ngoan hiền và không gây ra nhiều tai tiếng trong suốt quãng thời gian từ đó đến nay. Hiện tại, Văn Mai Hương ít xuất hiện trên truyền thông, thỉnh thoảng có ra bài hát mới, cô cũng thay đổi hình tượng trở nên nhẹ nhàng và đằm thắm hơn. Văn Mai Hương sinh ngày 27 tháng 9 năm 1994, quê quán Hà Nội, nghề nghiệp là ca sĩ. Những bài hát nổi bật gồm Nếu Như Anh Đến, Ngày Chung Đôi, Chậm Một Chút, Cầu Hôn. Văn Mai Hương may mắn được bố mẹ cho đi học nhạc từ khi còn bé, nên đối với cô, âm nhạc như một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống. Bước ngoặt thay đổi của cuộc đời nữ ca sĩ là khi cô tham gia chương trình Việt Nam Idol 2010 và giành được giải Á quân. Văn Mai Hương nam tiến và tìm kiếm cơ hội phát triển khả năng ca hát của mình. Khi dư âm của cuộc thi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tên tuổi của cô cũng đang trên đà được biết đến, Mai Hương đã nhanh chóng ra ca khúc Nếu Như Anh Đến và được khán giả yêu thích bởi giai điệu bắt tai, hình ảnh MV nhẹ nhàng và trong sáng. Giọng ca Hà Nội vẫn đều đặn chăm chỉ ra các ca khúc mới như Ngày Chung Đôi, Chuyện Tình Nhà Thơ, Ngày Gần Anh, kết hợp với nhiều ca sĩ, nhạc sĩ và đạo diễn có tiếng. Nhưng vì đứng trước sự nổi danh quá sớm và tự mình làm nhiều việc, đối mặt với không ít áp lực, Văn Mai Hương đã có quãng thời gian dài bị trầm cảm, khiến cô buộc phải tạm ngưng mọi hoạt động để ổn định tinh thần của mình. Ca khúc Mona Lisa đánh dấu sự quay trở lại của Văn Mai Hương sau thời gian dài im ắng để cân bằng cuộc sống. Năm 2017, nữ ca sĩ đảm nhận vai trò giám khảo của Việt Nam Idol Kids cùng với ca sĩ Bích Phương và nam ca sĩ Isaac. Cuối năm 2018, Văn Mai Hương phát hành ca khúc Nghĩ Về Anh, mở đầu cho chuỗi dự án dài hơi kéo dài tới năm 2019. Theo sau đó là ca khúc Cầu Hôn với tiết tấu chậm và giai điệu lãng mạn. Cũng trong năm 2019, nữ ca sĩ tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp cùng với Đồng Ánh Quỳnh và là giám khảo khách mời trong show thực tế Mỹ Nhân Hành Động. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho bản thân cũng như gia đình như đi du lịch đến nhiều nước. Hình ảnh của cô cũng trở nên thay đổi hơn với sự đằm thắm, vui vẻ, chững chạc trong mắt nhiều người. Gần đây, Văn Mai Hương đăng tải giấy đăng ký kết hôn khiến nhiều người tò mò. Sau đó là hình ảnh cô mặc váy cưới trắng tinh làm rộ lên thắc mắc, phải chăng Văn Mai Hương sắp lên xe hoa? Nhưng không, cộng đồng mạng đã nhận một cú lừa từ nữ ca sĩ khi đây chỉ là hình ảnh trong MV mới nhất mang tên Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn. Điều này đã khiến công chúng nổi giận và lên tiếng chỉ trích cô. Trong khi ai nấy cũng nghĩ rằng Văn Mai Hương sẽ cưới chồng và họ mừng cho giọng ca Hà Thành, nhưng cô lại đáp trả bằng việc tung trailer MV. Scandal lớn đầu tiên trong thời gian hoạt động của nữ nghệ sĩ đến bây giờ đó chính là việc bị hacker tung clip cô thay đồ trong nhà riêng thông qua việc trích xuất camera nhà của Văn Mai Hương. Vụ việc này đã gây tổn thất rất lớn và ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Trong một đoạn tin nhắn của nữ ca sĩ với bạn bè của cô được đăng tải cho thấy tình trạng nữ ca sĩ rất hoảng loạn. Cô viết, em chỉ muốn chết thôi, làm ai nấy đau lòng cho Văn Mai Hương. Điều này đã khiến một loạt các nghệ sĩ bức xúc và lên tiếng chỉ trích những thành phần đang tỏ ý cợt nhà, cười hả hê khi người khác bị nạn. Những thành phần thiếu ý thức và vô văn hóa, hiện có rất đông người đã đứng ra bênh vực cho Văn Mai Hương với hy vọng cô bình tĩnh và cố gắng vượt qua khủng hoảng này. Ngoài ghi dấu trong lòng người hâm mộ bằng nhiều ca khúc được trau chuốt, thì Văn Mai Hương cũng để lại nhiều ấn tượng khó phai về những câu chuyện tình của mình. Giọng ca 9X từng có quãng thời gian 3 năm yêu người đàn ông hơn 11 tuổi và người đó là ca sĩ Lê Hiếu. Cả hai có nhiều tình cảm trìu mến dành cho nhau, nhưng sau cùng vẫn xem nhau là bạn, dù không phải là người quan trọng nhất của đối phương. Sau đó, Văn Mai Hương yêu Phạm Gia Lộc là một thanh tra bộ xây dựng. Người đàn ông này không được nữ ca sĩ lộ mặt, nhưng với sự tinh ý đến từ cộng đồng mạng đã nhanh chóng điều tra ra danh tính của bạn trai nữ ca sĩ. Đáng tiếc là cả hai đã chia tay nhau sau một năm yêu. Khi quen người đàn ông này, Văn Mai Hương đã tạm dừng mọi hoạt động ca hát và lý do
đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm sống. Đặc biệt, bạn trai không thích công việc trong ngành giải trí của Văn Mai Hương. Tối ngày 24 tháng 12 năm 2019, Văn Mai Hương khoe ảnh đón Giáng sinh bên bạn trai mới. Điều đặc biệt là cô nàng còn hé lộ một nửa khuôn mặt của người bạn trai này, chứ không còn che giấu như trước nữa. Mặc dù trải qua nhiều cuộc tình tan vỡ và đến nay Văn Mai Hương vẫn chưa chia sẻ chuyện biến mới về chuyện tình cảm của mình, nhưng hy vọng rằng nữ ca sĩ sẽ sớm tìm được chân ái của đời mình.